Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Ở video này KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để làm nhiệm vụ airdrop nhận tốc cuốn Trick War Game. Rồi, quý vị hãy vào đường link KTV sẽ để bên dưới video này. Trước hết quý vị hãy follow Twitter này. Chọn là Opening a New Tab này. Quý vị mở lên này. Quý vị đăng nhập vào tài khoản Twitter của quý vị này. Rồi, follow này. Ok. Tắt đi này. Quý vị hãy đi tweet. Open, quý vị mở lên này, chọn này. Quý vị này này, tweet tweet này. Quý vị tap 3 người bạn vào. Rồi, cái vị tweet này. Quý vị hãy join Telegram này. Quý vị chọn Open Telegram này. Rồi, quý vị hãy join group này. Trở lại vị trí việc này. Quý vị tắt này đi nào. Ô thứ nhất, quý vị hãy điền địa chỉ email này. Ô thứ hai, quý vị hãy điền tài khoản Telegram của quý vị này. Ô thứ ba, quý vị hãy điền nick Telegram. Ô này là tài khoản Twitter của quý vị. Rồi quý vị cho tiếp này. Ở đây quý vị hãy lấy cái địa chỉ ví BSC, quý vị có thể lấy từ cái ví trước hoặc ví sau PayPal. Quý vị sẽ đi chỉ ở đây. Cuối cùng quý vị để là KITV channel. Rồi quý vị chọn rồi. Ok, vậy là xong rồi.